Làm hàng chưa có kinh nghiệm. Nhiều quá rồi. Cái nước này nó là chuẩn của nó. Ừ, bán cứ chặt đi, cứ chặt đi, thoải mái đi. Cho nó bán thoải mái. Nó xếp cái kia dưới lại. Mới là TV giới thiệu cho các bạn món thịt thỏ. Thịt thỏ này mình hôm nay chế biến theo cách gì nhỉ? Đây hôm nay là chế biến theo cách thịt thỏ quay các bạn nhé. Các bạn nhé, thì hiện tại tôi đang đứng cạnh một ông anh làm đầu bếp và rất biết chế biến tất cả những loại món ăn. Thì hôm nay ông anh làm món thỏ quay, thỏ nướng. Thỏ quay, thỏ nướng luôn. Đấy, thỏ quay, thỏ nướng hai món. Đấy, các bạn thấy không, đây có ba con, sẽ làm một con là thỏ nướng này, một con là thỏ, hai con là thỏ quay. Đấy thì bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi theo anh này vào xem là món thỏ nướng có những gia vị gì, món thỏ quay có những gia vị gì. Ông anh này sẽ chia sẻ hết cho các bạn biết, để lần sau các bạn nếu các bạn muốn quay thỏ, các bạn có thể áp dụng cái công thức gia vị của anh này nhá. Mời các bạn đi theo tôi vào trong khu vực bếp để làm món gia vị nhá. Đây là món gia vị của món thỏ quay anh. Thỏ quay nhỉ. Hành này, đầu tiên là hành này. Hành thái nhỏ. Bọn em toàn thịt lúc nhưng mà quay bếp phải rất mổ đấy. Đấy thì hôm nay là bác này, bác ấy sẽ chia sẻ hết những cái gì, bí quyết gì bác đã có từng học được để làm món thỏ quay, thỏ nướng này cho các bạn hết các bạn nhá. Đấy, các bạn cứ theo dõi xem là có những gia vị gì nhiều. Bát này là bát gia vị của thỏ quay, phần gia vị của thỏ nướng. Đây là loại mì tương nhé. Đấy, hộp trên tay của anh này là đậm tương. Tương này tương mới, gia vị bình thường nó không mặn. Cái loại này nó mặn. Vậy thì một hộp tờ quý. Lo gì đây? Đậu thối. À đậu, đậu thối, đậu phụ nhí. À gọi là đậu phụ nhí. Đây là phụ nhí. Xong rồi trộn đều lên. Mì chính. Mì chính. Hạt tiêu chín. Hạt tiêu anh. Chỗ này là toàn bộ gia vị thỏ quay à, phải không anh? Vâng. Đây là cái ít tiêu nhé. Tương ạ. Tiêu. À hạt tiêu ạ. Vâng. Đấy thì gia vị của thỏ quay trong đó gồm lá măng mật, hành, lá măng mật, hành khô, lá măng mật, đậu phụ nhí, đậm tương, đậm tương, hạt tiêu, mì chính, hạt tiêu, muối mắm, mì chính, hạt tiêu. Là như thế là xong anh. Vâng. Nồi nhân. Nồi nhân thôi nhỉ. Đấy thì anh em chưa có cái để quay con thỏ này. Bây giờ anh em sẽ thiết kế một cái quay thỏ nhá, cái đòn quay ấy. Máy to vậy mang về giấy này đá vào ngay, không có thật như thế này nguy hiểm lắm. Thế là quay dùng cái máy cắt tay này, không cẩn thận là đứt tay ấy.
Đấy các bạn nha, thì không ngoài sự mong muốn này, đá vừa mua về để cắt làm cái đòn quay thì anh em đã bị vỡ đá này. Hay đá khác, Bây giờ rồi. Đây, hiện tại là cái đòn, đây là thiết kế đòn quay thỏi các bạn này. À, bây giờ đi đi xỏ đòn thôi nhỉ. Xỏ đòn thôi. Bắt đầu đi xỏ đòn đây các bạn này. Ngoài cổ hơi bé nên là xỏ khó. Rồi, thế nên cuối cùng cũng phải qua chứ. Ôi chà. Tiện. Nó. Em cầm đây ra. Cầm cốc ra. Cốc sắt. Cái hộp môn to to rộng này. Được, ngạch nó thì đấy. Để ra làm cơ bản. Còn đơn giản đâu. Khó khăn phết đấy nhỉ. Hai cao thủ khỏe mạnh như này mà việc khác thì làm nhanh thế. Cắt thêm vai. Vẫn không được. Ôi rồi 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 xong rồi không khoan một cái để đóng đinh à nhỉ? Con này khâu một lớp được chưa anh? Hai lớp. Con là hai lớp cả. Một lớp nó bục nước nó chảy ra. Ờ, hai lớp nhỉ. Khâu hai lớp nó chắc. Ừ, chờ anh. Rồi, xong phần bụng. Đấy, các bạn nha, thì hiện tại là hai con thỏ đã vào lò quay đây các bạn này. Chuẩn bị là khô là lấy màu ấy nhỉ. Lấy màu luôn à anh? Lấy màu nhá. Các bạn xem lấy màu thỏ đây. Lấy màu như lợn quay nhỉ? Cho vào khô mới lấy. Nước của đông rồi các bạn nhé. Đây là món thỏ quay các bạn ạ. Con này là con này là thỏ chủ yếu mang ngoài nướng. Bay được rồi phải không? Chuyển con kia. Gần nóng luôn. Con này lấy màu sống luôn được không? Lấy màu luôn cũng được. Không được mà nhỉ? Cái này tầm lâu cái này là quay chắc tầm nửa tiếng nhỉ? 30-45 phút là xong. Tùy con đấy. Một lát nữa là tầm 45 phút là chín. Thì sẽ 45 phút là chín. Đấy, bảo giá tiền nó là vấn đề.
Đấy các bạn nhá, thì vừa mới được 45 phút rồi thì con thỏ bây giờ đã chín rồi. Đấy rồi các bạn nó xem cho vào bây giờ chín rồi, các bây giờ sẽ mang lên để chặt ra thưởng thức thôi các bạn nhá. Xong rồi nhấc lên đi. Nhấc ra ngoài thử lên nhở. Này là chỉ để cho lông nó cháy hết đi mà đúng không? Cái lông nào lấy thì xì đi, xì đi. Xong rồi. Xong chưa? Cháy hết lông đi rồi. Chỉ bị ở cái chân thôi mà. Nó về đón con à? Bắt đầu số đòn. Đấy các bạn, đây là con thỏ quay này. Thỏ quay nhá. Đây, Hải hộ rút đi. Ê dồi, xô ra phát thơm phức, thơm lừng luôn. Thơm nhỉ? Hai con. Con kia rút xong. Để sát lên nhanh nhé. Để sát lên vào đây luôn. Nhờ để đặt luôn, đặt luôn. Alo. Đặc sản đấy. Vâng. Thử ngon lắm. Ê, bắn. Cứ chặt đi, cứ chặt đi, thoải mái đi. Cho nó bắn thoải mái. Nó xếp cái kia dưới này. Đó, xếp kia dưới. Thử phức, phức phức luôn. Hấp dẫn đấy nhỉ, coi như là thỏ quay này ngon đấy. Ngon mới. Ngon mới. Còn đĩa này hai đĩa. Con tận hai đĩa. Con này hai đĩa là hai đĩa, chắc là hai đĩa to đấy. Đến thôi. Hơi kia chín quá. Chín này ngon. Nhìn như thịt gà ấy nhỉ. Ôi ngon thế này. Cực kỳ ngọt luôn. Ngon quá nhỉ. Kéo nó khoảng hết nhỉ. Để này thiếu. Ba củ lấy hai nữa. Bố cái con kia đâu? Bố ăn con nướng. Hay con quay vẫn con đường của bố mình ha. Ừ, quay ông một đường rồi. Có cái kéo vào đây mày. Kéo để đâu đây để đâu? Nó hết tủ. Phải để đâu để quay. Cái nước chấm nó ngon này, không phải mình phải làm nó nhiều nhiều một tí anh ạ, lần sau ấy. Thôi, nhân con thỏ. Nhân ấy thì được thế thôi. Mình chế cũng không được nữa vì nó không đủ lượng của nó, thỏ nó bé. Chó một đĩa bé này. À, cắt ớt tươi cho người ta luôn nhỉ anh nhỉ? Mình cắt ớt, xong rồi mình đặt nửa chanh vào đấy. Thì nó hơi vắt. Tính thật là làm hàng chưa có kinh nghiệm. Cái gì cũng phải từ từ. Làm hàng chưa có kinh nghiệm. Còn lấy chồng là có kinh nghiệm nhanh. Lấy chồng là có kinh nghiệm. Anh lấy vợ đi, có kinh nghiệm ngay. Ô, thế đại ca này vẫn nhiều quá rồi. Cái nước này vẫn là chuẩn của nó. Quá. Nó à. Thơm. Thơm nưng nồng lên luôn. Gần là cái tương cái lắm không một cái. À đấy, nhờ cái tương mà mới nó mật và nó hợp quyện với nhau, ngon quá. Ấy cứ chặt đi. Bắn. Nhà mình ở đâu nhỉ? Nhà trên Hòn Đồng. Hòn Đồng à? Mình cũng tên là Lợi. Hai anh em làm ở lòng của nhau. Trước làm một Hải. Bác thì nó nặng tay hơn chứ anh nhỉ? Ừ. Bác kia là mua mất tiền của bác nhỉ?
mình ngang ngang tuổi Hải thôi, nhưng bằng tuổi Hải thôi, nhưng mà nó cứ gọi mình anh. Ui giời, nhìn vàng ngon thế, hấp dẫn. Đấy, cái nước đây là nước quan trọng nhất. Đấy, nhìn này các bạn thấy chặt ngon quá, phải thử miếng xem thế nào, đang nóng hổi. Cả nhân nữa này. Ờ, đây đây. Ít nhân nữa. Đúng rồi, phải thêm ít lá bóng mật này mới là ngon. Ôi, cái nhân nó mới là ngọt này. Thì ăn mềm lắm. Ngon không? Ngon đấy. Cái nhân của nó ngon này, cái nhân của nó đặc sản lắm. Ôi, cái đấy lá mật mình, cái nhân của nó ăn kẹp nó ngon lắm. Đây em ơi. Bánh bốc này ngon lắm. Cứ để như này nhỉ. Đấy các bạn nhá, thì hiện tại là món thịt thỏ nướng các bạn xem từ đầu ấy thì đã ra đến đĩa đây. Thì tôi sẽ thưởng thức cái món thịt thỏ này xem nó ngon không. Thì hiện tại trời cũng rất là tối rồi. Tôi chỉ thưởng thức, thì các bạn thích thì các bạn có thể làm theo, hoặc các bạn đến ăn thử món thịt thỏ như này. Đấy, tôi thưởng thức cho các bạn xem thôi. Nói chung đi anh em, dùng đi. Xong kia để con ăn quá. Ăn đi. Rồi. Mang đi đâu? Ừ, đó, ít người này, còn ai đâu. Đúng rồi. Thôi, cho các bạn, nghĩa là không phải là sát trương nữa. Ừ. Thôi, chỉ được cái ngày mà để mình nhớ gì. Mềm ngon anh nhỉ? Cái ngày mà ấy thôi. Ngon đấy. Còn ngày hôm nào sát trương. Được cái món gia vị này ngon này. Bạn bè tôi, tôi sẽ mời về hết. Tôi này. Rồi. Bạn kia tắm trỏ là lúc. Đó. Đó. Thỏ thì ăn cơm chó mà lâu, thỏ nó được là nó đắt. Thật ra là bây giờ cũng rất là tù muộn rồi. Ăn món thịt thỏ này rất là ngon, chỉ biến theo cách gia vị tẩm ướp như vậy đó các bạn ạ. Video mình xin dừng tại đây nhé. Các bạn chào các bạn nhé.